Bây giờ mình quay đúng không? Bây giờ các bạn hãy cùng cô trả lời câu hỏi. Hãy quan sát thí nghiệm sau và cho biết có bao nhiêu cách để thu khí oxy và tại sao lại có thể sử dụng cách thu khí như vậy. Nào, chúng ta hãy cùng quan sát thí nghiệm. Đó. Đây là cách đầu tiên này. Chưa? Nhớ tên của nó nhé. Đó, các bạn nhìn thấy người ta cũng sử dụng phương pháp là đun hợp chất dầu oxy kém về nhiệt. Cụ thể ở đây chúng ta nhìn thấy là thuốc tím kali permanganat. Đó. Sau một khoảng thời gian, người ta nhiệt phân dẫn ra một ống dẫn khí và ống dẫn khí này dẫn trực tiếp đến một chiếc lọ thủy tinh. Ở đây chúng ta không nhìn rõ được là có khí oxy sinh ra hay không, nhưng tuy nhiên chúng ta có thể thử bằng cách sử dụng tàn đóm. Oxy chưa đầy nên chưa có hiện tượng gì đúng không? Để đợi đợi một lúc oxy đầy lên, chúng ta sử dụng tàn đóm, các bạn quan sát hiện tượng. À, ngay lập tức tàn nó bốc cháy. Vậy chứng tỏ là đã có khí sinh ra và khi đấy làm cho tàn nó bốc cháy, đó là khí oxy đúng không? Với phương pháp thứ hai các bạn vừa nhìn tên rồi, người ta cũng sử dụng cách là nung kali permanganat. Tuy nhiên lần này người ta dẫn ống dẫn khí sang một chậu nước. Trong chậu nước có một chiếc bình đã được đầy dẫn nước. Được chưa? Cho vuốt nhọn vào trong bình đó. Các bạn nhìn thấy này, mực nước ở trong chiếc bình này làm sao đây? Giảm dần. Đúng chưa? Không khí sinh ra đã đẩy nước ra khỏi chiếc bình. Đúng chưa? Vậy thì thông qua đây các bạn hãy nêu cho cô các cách để thu khí thông qua thí nghiệm quan sát nào. Có hai cách đúng không? Đầu tiên là người ta làm gì đây? Các bạn quan sát. À, rời chỗ của không khí. Cách 1 này. Và cách số 2 là gì? Rời chỗ của nước. Vậy thì bây giờ các bạn hãy giải thích cho cô tại sao người ta có thể sử dụng phương pháp rời chỗ không khí nhỉ? À, đúng rồi. Bởi vì các không khí ở trong không khí đúng không? Chúng nó không bị phản ứng với nhau, chúng nó có thể đẩy nhau ra đúng không? Vậy thì nếu chúng ta sử dụng phương pháp rời chỗ không khí thì chúng ta phải lưu ý điều gì? Các bạn quan sát chiếc bình để người ta thu khí, người ta đang đặt ở trạng thái nào đây? À, đặt ngửa bình. Thế giả sử bây giờ cô đặt úp bình có được không? Chúng ta dựa vào tỷ khối nhá. À, câu trả lời là không. Vì sao nhỉ? Vì oxy là một chất khí nặng hơn so với không khí. Nếu chúng ta đặt úp bình thì khí sinh ra sẽ rơi xuống đúng không? Vậy thì ở đây rời chỗ không khí và mở ngoặc nó là đặt ngửa bình. Đúng chưa? Giải thích là bởi vì oxy nặng hơn không khí. Chưa? Còn cái rời chỗ của nước, thế giả sử như khí oxy tan nhiều trong nước thì cũng có thể sử dụng phương pháp này không? Không đúng không? Bởi vì khí oxy sinh ra sẽ hòa tan với nước. Tuy nhiên là các bạn nhìn thấy rất là rõ, đó là cái khí sinh ra, oxy sinh ra đã đẩy nước ra ngoài. Vậy thì để thỏa mãn được cái cách thu khí này thì khí của chúng ta, cụ thể là oxy không tan hoặc là rất ít tan trong nước vì oxy rất sẽ chuyển sang nội dung điều chế oxy ở trong công nghiệp. Thì rất giờ hãy chuyển sang nội dung điều chế oxy ở trong công nghiệp. Tí rất giờ hãy chuyển sang nội tí ở trong công nghiệp. Tí rất giờ hãy chuyển sang nội tí ở trong công nghiệp.
tí. Rất. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. Giờ hãy chuyển sang tí ở trong công nghiệp. Tí. 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 Tí ở trong. Sau khi chúng ta đã ra được giá trị x1 bình cộng x2 bình bằng 7 rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án đúng không ạ? Thì ở đây nó sẽ là đáp án ở ý A, và chúng ta sẽ chọn đáp án A. Đó, thì đây là cách xử lý đối với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ví dụ để giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé.
với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng giải quyết những cái bài tập liên quan đến phần lý thuyết này nhé. Với phần câu số 4 thì chúng ta đã vận dụng sử dụng đến. Cùng đến với ví dụ đầu tiên, đó chính là bài 1 sách giáo khoa tranh 94 với đề bài là những chất nào trong số các chất sau đây được dùng để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm. Lưu ý nhé, điều chế ở đâu? A. Fe3O4, B. KClO3, C. KMnO4, D. CaCO3 và E là không khí. Được chưa? Các bạn lựa chọn đáp án nào nhỉ? A. Nếu mà nhiều bạn không để ý đến phạm vi là trong phòng thí nghiệm thì chắc chắn các bạn sẽ khoanh vào E là không khí đấy. Nhưng mà lưu ý này, đây là ở trong phòng thí nghiệm. Nhớ lại nguyên tắc để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm là gì nhỉ? Nung các hợp chất giàu oxy và kém bền nhiệt như KClO3 hoặc KMnO4. Nào các bạn hãy, chúng ta sẽ lựa chọn B và C đúng không? Và bây giờ chúng ta hãy viết lại phương trình để điều chế KClO3 nào. Hai cô biết sang bên này nhá. Nhiệt độ đúng không? Thành KCl cộng với O2 mình cân bằng này. Đây có 2. Được chưa? KMnO4 thì sao? Nhớ nhá, phương trình này sẽ như thế này. Cho mình cân bằng. Đó. Hai chất có. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta sẽ liên quan đến các phản ứng này. Hãy nhận xét và ghi số chất tham gia phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau. Phản ứng 1 và phản ứng 2 chính là hai phản ứng mà điều chế oxy trong phòng thí nghiệm. Phản ứng 3 là phản ứng của canxi carbonat nhiệt phân thành CaO và CO2. Được chưa? Với phản ứng 1, đây, cô điền luôn là 1 đây nhá. Phản ứng 2. Phản ứng 1 thì có mấy chất tham gia nhỉ? À, một chất tham gia. Được chưa nào?
Đó, phản ứng 2 thì sao? À, chúng ta cũng thấy có một chất tham gia. Đó. Phản ứng số 3 thì sao nào? Cô viết lại phản ứng số 3 nhé. Chúng ta cũng thấy có một chất tham gia. Đây chính là đặc điểm chung của ba phản ứng. Sản phẩm thì sao? Ở phản ứng đầu tiên ta có hai sản phẩm, phản ứng thứ hai ta có ba sản phẩm và phản ứng thứ ba thì có hai sản phẩm. Vậy thì chung quy lại cả ba phản ứng 1, 2, 3 này sẽ có đặc điểm gì? Từ một chất tham gia duy nhất chúng ta trở thành được hai chất sản phẩm trở lên, đúng không? Loại phản ứng điểm chung sẽ là một chất tham gia. Sẽ bị phân hủy thành hai sản phẩm trở lên. Đó, cái loại phản ứng này thì các bạn nhận thấy có đặc điểm gì nhỉ? So sánh với phản ứng hóa hợp. À, nó ngược với phản ứng hóa hợp đúng không? Đối với phản ứng hóa hợp đó là hai hay nhiều chất ban đầu thì tạo thành một sản phẩm. Còn đây từ một chất tham gia thì tạo thành hai hay nhiều sản phẩm, đúng không? Vậy thì những loại phản ứng có cái đặc điểm như thế này, người ta gọi nó một tên gọi là phản ứng phân hủy. Được chưa? Vậy thì các bạn hãy khái quát cho cô về định nghĩa của phản ứng phân hủy nào. À, phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học. Trước tiên là phản ứng hóa học nhé. Trong đó thì chỉ có một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới. Được chưa? Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3 phương trình này. Được chưa? Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3 phương trình này. Được chưa? Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3 phương trình này. Được chưa? Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3 phương trình này. Được chưa? Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3 phương trình này. Được chưa? Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3 phương trình này. Được chưa? Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3 phương trình này. Được chưa? Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3 phương trình này. Được chưa? Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3 phương trình này. Được chưa? Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với
phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay. Nó ngược so với phản ứng hóa hợp đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy và cộng với phản ứng hóa hợp, chúng ta hãy giải quyết bài tập tiếp theo nhé. Okay.
nó ngược so với phản ứng hóa hợp, đúng không? Và ví dụ là có thể là 1, 2, 3. Vậy thì dựa vào định nghĩa của phản ứng phân hủy. Đấy là đối với những cái câu trắc nghiệm mà sử dụng đến phần liên quan đến phương trình và hệ phương trình. Đặc biệt là trong bài ngày hôm nay thì chúng ta ôn rất kỹ rồi, đúng không ạ? Và đối với nội dung phần này thì cô hy vọng là các bạn sẽ tìm hiểu thêm những cái phần bài tập khác nữa và trao đổi với nhau để chúng ta có được một cái nhìn tổng quát nhất. Và nội dung của phần sau thì cô sẽ giao cho các bạn phần đề kiểm tra cuối chuyên đề lần này. Như vậy là xuyên suốt trong nội dung của bài ngày hôm nay thì chúng ta đã ôn tập tổng hợp lại nội dung của phần liên quan tới phương trình và hệ phương trình. Đối với chương trình lớp 10 này thì các bạn sẽ thực hiện cho cô, và trong cái bài ngày hôm nay thì cô sẽ chỉ cho các bạn để làm một cái đề kiểm tra để chúng ta có thể là thông qua đó chúng ta luyện tập, cũng như là một cái bước đệm để giúp chúng ta thực hiện những bài kiểm tra khác có thể là trên lớp của chúng ta nữa. Bài kiểm tra này thì cô cho phân bố thời gian là 45 phút với phần đề bài như sau. Giải các phương trình sau. Bài số 1 3 điểm gồm có 2 phương trình. Bài thứ 2 là 3,5 điểm gồm có 2 ý, đúng không ạ? Tiếp theo bài số 3 là giải hệ phương trình. Thì trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới đề kiểm tra mà cô muốn là các em sẽ thực hiện, và chúng ta sẽ trao đổi với nhau ở trên group của hệ thống nữa. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.